Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Tin khẩn cấp, ông Tập Cận Bình tức giận đùng đùng cho quân phóng hỏa, thiêu trụi 9 tàu sân bay USS của Mỹ để trả thù Tổng thống Joe Biden vì đã đặt bút ký phê chuẩn đạo luật về Hồng Kông, bất chấp lời cảnh báo từ phía Bắc Kinh mấy ngày trước đó. Thưa quý vị, theo tờ báo của Hồng Kông đưa tin, vào đúng 1 giờ 30 phút Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã đặt bút ký thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông, bất chấp những cảnh báo đanh thép từ chính quyền của ông Tập Cận Bình trước đó. Hành động đặt bút ký sắc lệnh của Tổng thống Biden thông qua luật biểu tình và cấm xuất khẩu vũ khí cho cảnh sát Hồng Kông đã giáng một đòn chí mạng lên người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, thổi bùng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, và nó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa Bắc Kinh và Washington theo giới thạo tin cho biết. Ngay sau khi biết Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã đặt bút ký đạo luật về Hồng Kông, bất chấp những cảnh báo từ phía Bắc Kinh trước đó, thì ngoài Biển Đông, quân đội của ông Tập Cận Bình đã cho phóng 100 quả tên lửa lên 9 tàu sân bay USS của Mỹ để trả đũa, làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington trên chiến trường Biển Đông và vấn đề về Hồng Kông. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết, hôm qua, Nhà Trắng đã ra thông báo xác nhận thông tin Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã ký thành luật hai vấn đề với cả Hồng Kông. Một là đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông năm 2009, hai là đạo luật cấm xuất khẩu các thiết bị, vũ khí đặc biệt cho cảnh sát Hồng Kông. Theo giới quan sát cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sôi máu và lên phương án trả thù Mỹ, vì Tổng thống Joe Biden đã coi thường những cảnh báo trước đó mà phía Trung Quốc đã đưa ra. Được biết, trước đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ra cảnh báo với Mỹ rằng, nếu như phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục can thiệp và nhúng tay vào chuyện Hồng Kông, thì Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ, và Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh với cả Mỹ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Bưu điện Hoa Nam cho biết, trước lúc ông Biden ký ban hành luật với Hồng Kông thì ở ngoài Biển Đông, Hải quân, quân đội của Hoa Kỳ đã cho hạm đội Thái Bình Dương điều 9 tàu sân bay USS mang theo tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông, giáp với cả eo biển Đài Loan, gần phía cảng của Hồng Kông để tạo ra uy lực và gây áp lực với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Hành động đó nó diễn ra vào đúng thời điểm chính quyền của ông Tập Cận Bình đang sôi máu. Không biết phải làm sao với ông Biden thì cơn chút giận đã đến. Dưới lệnh của chính quyền ông Tập, Hải quân, Không quân của Trung Quốc đã cho phóng 100 quả tên lửa về phía 9 tàu sân bay USS của Mỹ và cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra trên Biển Đông. Hai bên tục ná tên lửa vào nhau, không bên nào chịu khuất phục bên nào và căng thẳng mỗi lúc một leo thang. Thưa quý vị, theo giới phân tích cho biết, gần một năm trở lại đây, chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, liên tục giáng những cú đòn đau lên đầu ông Tập Cận Bình vì tội ngông cuồng, muốn ức hiếp các nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á và muốn thống trị thế giới bằng những toan tính hơn người. May thay, thế giới đã có nước Mỹ, có Tổng thống Joe Biden, đã mạnh tay trừng trị phía Trung Quốc, trừng trị chính quyền của ông Tập Cận Bình để ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn nhằm độc chiếm Biển Đông, thôn tính Đài Loan và Hồng Kông nhằm mục đích thống trị thế giới. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề thương mại và Miền Đông chưa kịp lắng xuống, thì chuyện của Hồng Kông lại nổi lên. Những gì đang diễn ra tại Hồng Kông đã khiến cho phía Trung Quốc đau đầu, bởi vì Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố ký sắc lệnh với đạo luật về Hồng Kông, Liên minh châu UEU và Mỹ đã buộc Trung Quốc phải đối phó với câu chuyện của Hồng Kông như một thách thức mới về đối ngoại. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ tại sao phía chính quyền ông Tập Cận Bình lại tức điên người cho dội 100 quả tên lửa lên 9 con tàu sân bay USS của Hoa Kỳ ngoài Biển Đông. Để phản đối việc Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden ký ban hành luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông. Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã ký thông qua hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc, trong lúc hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, đạo luật mới được ông Trump ký cho phép phía Washington dừng tình trạng thương mại đặc biệt của Hồng Kông, dựa trên xem xét hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc liệu đặc khu này có duy trì đủ mức tự trị theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ hay không. Tổng thống Joe Biden cũng đã ký ban hành đạo luật bảo vệ Hồng Kông. Đạo luật này sẽ cấm bán đạn dược như hơi cay và đạn cao su cho giới chức đặc khu Hồng Kông, đặc biệt là giới chức cảnh sát. Theo các nhà quan sát cho biết, Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden rất khôn khéo khi sử dụng phương pháp vừa đấm vừa xoa lên ông Tập Cận Bình. Một mặt ông ký sắc lệnh ban hành đạo luật với Hồng Kông, mặt khác, ông nói xoa dịu ông Tập Cận Bình bằng cách nói như sau: "Tôi ký ban hành những dự luật này xuất phát từ sự tôn trọng với cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người dân của Hồng Kông. Những luật này được ban hành với hy vọng các nhà lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc cũng như Hồng Kông sẽ có thể giải quyết một cách thân thiện những bất đồng để dẫn tới một Hồng Kông thịnh vượng và hòa bình lâu dài cho tất cả." Thưa quý vị, trước đó,
Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đạo luật dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình triệu tập đại sứ quán Mỹ và chỉ trích rằng Hoa Kỳ đang nhúng tay sâu vào nội bộ vấn đề của Trung Quốc. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden tuyên bố ủng hộ người biểu tình chống chính quyền Hồng Kông, phe vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng quận ở đặc khu này. Mặt khác, ông Biden cũng nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với cả Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình và hai nước sắp đạt được một giải pháp cho chiến tranh thương mại song phương. Thưa quý vị, biểu tình chống chính quyền ở Hồng Kông kéo dài suốt đến tận bây giờ mà chưa có hồi kế, và từ đó tới nay đã xảy ra không ít lần đụng độ giữa người dân và cảnh sát. Người biểu tình lo sợ khả năng Bắc Kinh sẽ can thiệp sâu vào quyền tự do với cả Hồng Kông. Điều đó nó sẽ làm phá vỡ sự cam kết cho Hồng Kông khi nước Anh đã trao trả lãnh thổ này cho phía Trung Quốc vào năm 1997. Thưa quý vị, có rất nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã sử dụng cách ngoại giao cực kỳ khôn khéo với cả Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Họ nói rằng, Tổng thống Biden đã vừa đấm vừa xoa ông Tập Cận Bình, làm cho ông Tập vừa say ngủ, vừa mê sảng. Cho đến cuối tuần trước thì Tổng thống Mỹ vẫn còn nói ông có thể sẽ không ký luật vì ông coi Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình là bạn thân và ông phải cân nhắc các lợi ích cạnh tranh trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, hai dự luật về Hồng Kông được Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tuần trước nhận được nhiều sự ủng hộ của các dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc hai đảng của phía Hoa Kỳ. Và cuối cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đặt bút ký xác nhận luật dân chủ và nhân quyền cho Hồng Kông, khiến Trung Quốc tức giận. Theo luật này thì Hoa Kỳ có thể áp dụng cấm vận đối với cả các quan chức của Trung Quốc và Hồng Kông bị xác định vi phạm nhân quyền. Luật cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hàng năm phải xem xét tình hình ở Hồng Kông, đảm bảo khu vực này có được tự do đặc biệt. Nếu không, Washington sẽ rút lại các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông theo hãng CNN đưa tin. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden ký dự luật với Hồng Kông, thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã ngay lập tức có những phản ứng kịch liệt và chỉ trích việc Tổng thống Mỹ, ông Biden đã ký thành luật U, thì là can thiệp nghiêm trọng vào việc chuyện riêng và chuyện nội bộ của Trung Quốc với Hồng Kông và phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế và các tiêu chuẩn cơ bản trong quan hệ quốc tế. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc gọi đây là hành động bá quyền và chính phủ của ông Tập Cận Bình coi Mỹ như là kẻ thù. Và điều đó đã xảy ra ngay tại Biển Đông khi chính quyền của ông Tập đã cho quân đội và hải quân của Bắc Kinh bắn 100 quả tên lửa lên 9 con tàu sân bay của Mỹ để trả thù. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Phó TT Mỹ Harris lên án Trung Quốc tiếp tục hăm dọa láng giềng trong ngày làm việc thứ hai tại Singapore. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã cáo buộc đích danh Trung Quốc hăm dọa các nước láng giềng ở Biển Đông. Phát biểu ngày 24 tháng 8 năm 2021, bà Harris khẳng định Hoa Kỳ biết rằng Bắc Kinh tiếp tục ép buộc, đe dọa và đưa ra yêu sách đối với phần lớn Biển Đông. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ bác những yêu sách của Trung Quốc vì trái pháp luật và đã bị Tòa trọng tài thường trực bác bỏ năm 2016. Ngoài ra, bà Harris cũng lên án những hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự thế giới dựa trên luật pháp và đe dọa chủ quyền của những quốc gia trong vùng. Theo AFP, bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ phản ánh rõ cái nhìn của Hoa Kỳ về Đông Nam Á, khu vực được Washington đánh giá là quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Trước đó, ngày 23 tháng 8, bà Kamala Harris đã nhắc đến điểm này khi thăm chiến hạm Mỹ tại căn cứ hải quân Changi ở Singapore. Một phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết về chính khu vực này. Phía Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức về phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngày 24 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cáo buộc Mỹ tùy tiện bôi nhọ, đàn áp, ép buộc và bắt nạt các nước khác mà không phải trả giá để bảo vệ mục tiêu nước Mỹ trên hết. Việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan được Trung Quốc nêu làm ví dụ về chính sách đối ngoại ích kỷ của Washington. Trước đó, bà Kamala Harris cũng khẳng định Hoa Kỳ cam kết lâu dài ở châu Á, như để trấn an các đối tác khu vực về tình trạng di tản hỗn loạn ở Afghanistan. Sau khi Mỹ quyết định rút hết quân trước ngày 31 tháng 8, các diễn biến sẽ còn rất căng thẳng sau đợt mà Tổng thống Biden ký ban hành luật với cả Hồng Kông. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Bác Hồ đã từng nói có ba thứ giặc nguy hiểm nhất là giặc đói, giặc sốt và giặc ngoại xâm. Giờ đây giặc đói đã không còn. Giặc ngoại xâm vẫn lăm le bờ cõi, nhưng nước ta lại đối mặt với thứ giặc nguy hiểm hơn tất cả là giặc sốt. Một khi đã thiếu kiến thức thì việc bị dụ dỗ, kích động là điều không thể tránh khỏi. Bình Thuận, Đồng Tâm, rồi giờ đây là Tây Nguyên. Thiết nghĩ nên có chế tài mạnh tay để răn đe những phần tử không xứng đáng với hai chữ nhân dân này. Nhưng qua đó, chúng ta cũng thấy được sự đồng lòng, chung sức của toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị,
Vụ việc rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Chúng manh động, tàn bạo, cướp đi sinh mạng của một số cán bộ và người dân. Theo thông tin mới nhất về Bộ Công an, tính đến thời điểm 12 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2023, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã bắt được 26 tên khủng bố. Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC mà nhóm này sử dụng để gây án. Hai hôm nay, từ khi vụ việc diễn ra, nhiều người nói người dân Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên bất mãn chính quyền, rồi người đồng bào không ưa gì người miền xuôi, rồi đổi cho xung đột sắc tộc, người đồng bào và người xuôi không đoàn kết với nhau. Nhưng khi lướt mạng, chúng tôi lại thấy rất nhiều những hình ảnh các chú, các bác, các anh, chị em phụ giúp lực lượng chức năng quây bắt những đối tượng xấu. Còn các bà, các cô thì nấu ăn, chuẩn bị nước uống và cà phê phục vụ những người làm nhiệm vụ mà thấy ấm áp. Có bà cụ còn bảo rằng cà phê ở đây là nhất các chú uống có sức mà chịu chiến. Trên mạng xã hội tràn ngập cảnh người dân hỗ trợ tiến hành vây bắt, trấn áp, truy quét các tên tội phạm. Thậm chí nhiều người dân bức xúc khiến các anh công an phải giải cứu cả những tên tội phạm. Nhiều đối tượng trốn trong hang, trú ngoài dãy vẫn bị vô lại. Một số đối tượng khác thì vứt bỏ vũ khí trốn trong vườn hồ tiêu, giả dạng dân thường, đều bị người dân nhận ra và chi hô bắt lại và giao cho cơ quan chức năng. Chỉ 30 tên tội phạm không phải là toàn bộ người đồng bào. Người đồng bào hay người xuôi đều là người Việt Nam chung sống hòa thuận trên dải đất hình chữ S. Khi khó khăn thì luôn đồng lòng chung sức như bao nhiêu sự kiện đã qua. Khi biết vụ việc diễn ra, từ lúc đó đến hôm nay chúng tôi vẫn luôn hướng về Đắk Lắk và tin chắc rằng phần lớn người dân Việt Nam cũng đang cố gắng cập nhật tin tức, xem bà con có ổn không và rơi nước mắt khi thấy cảnh quân dân một lòng đoàn kết, mong bà con sớm quay trở về cuộc sống yên bình. Đây là sự việc hết sức đau lòng, nhưng trong khi cơ quan chức năng đang vào cuộc, đang điều tra, chưa có kết luận chính thức, chúng tôi mạn phép không bình luận sâu về động cơ cũng như là mục đích của vụ việc. Tuy nhiên, qua những hình ảnh mà cơ quan chức năng có thẩm quyền đăng tải, chúng ta mường tượng về bản chất của vụ việc. Đây không đơn thuần là câu chuyện mâu thuẫn xã hội hay bức xúc lợi ích kinh tế, mà nó nhuốm màu chính trị sâu sắc. Câu chuyện bạo động đòi ly khai tự trị ở Tây Nguyên đã có từ lâu, nguồn gốc sâu xa là do các thế lực thù địch xuyên tạc về cái gọi là nhà nước đề ga tự trị. Tây Nguyên là đất của người dân tộc thiểu số, từ đó họ nuôi dưỡng, kích động những người nhẹ dạ cả tin, ly khai tự trị. Năm 1471, Lê Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, phá được thành Đồ Bàn, bắt sống vua Champa là Chào Toàn. Sáp nhập 3/5 lãnh thổ Champa thời đó vào Đại Việt, 2/ Champa còn lại được Lê Thánh Tông chia thành các tiểu vương quốc nhỏ thuần phục Đại Việt, trong đó có Nam Bàn, tức là Tây Nguyên ngày nay. Sau đó, các chúa Nguyễn, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn thay nhau kế thừa và Tây Nguyên vẫn được xem như lãnh thổ không thể tách rời của đất nước ta. Trước năm 1471, Tây Nguyên vốn là địa bàn sinh sống của các bộ tộc thiểu số bản địa, nhưng phát triển thành một quốc gia hoàn chỉnh, chỉ có những quốc gia mang tính chất sơ khai của người Ede Gia Rai Mạ. Vùng lãnh thổ này không hề có tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào, vậy nên câu chuyện một số người Campuchia theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan hiện nay hay một số thành phần thù địch xuyên tạc rằng Tây Nguyên vốn thuộc đất của đế quốc Khmer hay là quốc gia tự trị ở khu vực này là điều phi lý, không có căn cứ. Sau Hiệp ước Giáp Thân năm 1884, vua tôi nhà Nguyễn đã đầu hàng và dâng đất nước cho người Pháp. Nếu những ai am tường về lịch sử dân tộc thì hiểu rất rõ về âm mưu của người Pháp khi chống xâm lược và đô hộ nước ta trong quá khứ. Năm 1899, thực dân Pháp buộc vua Đồng Khánh ban dụ ngày 16 tháng 10, trao cho họ Tây Nguyên để họ có toàn quyền tổ chức hành chính và trực tiếp cai trị các dân tộc thiểu số ở đây. Năm 1900, toàn quyền Pontobe đích thân thị sát Đà Lạt và quyết định chọn Đà Lạt làm thành phố nghỉ mát, bắt đầu sự can dự trực tiếp trên cao nguyên và cái gọi là đề ga tự trị đã có từ thời kỳ đó. Nghĩa là việc chia tách Tây Nguyên ra khỏi cơ chế dân tộc Việt Nam là mưu đồ của người Pháp. Họ không muốn đất nước ta đoàn kết vì đó là nguy cơ đối với họ. Sau khi thống nhất vào năm 1976, sau khi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi chung vùng này là Tây Nguyên, gồm 3 tỉnh Đắk Lắk hình thành từ các tỉnh Đắk Lắk, Phú Bổn và Quảng Đức.
tỉnh Gia Lai Kon Tum tức là tỉnh Kon Tum sáp nhập với tỉnh Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng, sáp nhập tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tuyên Đức. Chính quyền có chính sách di dân một số sắc dân từ vùng Tây Bắc lên Tây Nguyên, cũng như xây dựng các vùng kinh tế mới tại đây, tạo nên một Tây Nguyên đa bản sắc, Tây Nguyên của đại đoàn kết toàn dân tộc. Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt, quan trọng về an ninh quốc phòng của đất nước. Các thế lực thù địch phản động từ lâu đã rất quan tâm đến vùng đất này. Với mưu đồ chia cắt đất nước ta để thực hiện âm mưu thâm độc đó, chúng ta chỉ đạo thành lập nhà nước Đề Ga độc lập. Ở bên ngoài dùng tổ chức Tin Lành Đề Ga làm công cụ phát triển lực lượng chống phá trong nước. Thời gian gần đây nổi lên các hoạt động tái phục hồi, xây dựng các khung cơ sở phản động trong nước của tổ chức Phun Rô, Lưu Vong làm bàn đạp tiến hành hoạt động chống phá nhà nước ta. Phun Rô là tên gọi tắt theo cách kép những chữ cái đứng đầu của các từ tiếng Pháp Front Unie de Lutte des Récits Opprimés, dịch ra là mặt trận thống nhất đấu tranh các dân tộc bị áp lực, là một tổ chức chính trị phản động có vũ trang đã tồn tại dai dẳng trong nhiều thập kỷ qua, câu kết với các thế lực thù địch lợi dụng lòng tin, vấn đề tôn giáo dân tộc để chống phá cách mạng nước ta. Đó là tổ chức do các thế lực đế quốc nặn ra nuôi dưỡng và chỉ đạo, nhằm mục đích chia cắt sự thống nhất đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, ngăn chặn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Mấy năm gần đây, mặc dù đã bị ta truy quét nhiều lần, tổ chức này vẫn tồn tại lay lắt, ngoan cố chống phá cách mạng và gây ra nhiều tội ác với đồng bào Tây Nguyên. Mới nhất là vụ việc đau lòng xảy ra tại Đắk Lắk. Việc tước đi sinh mạng của 8 cán bộ, chiến sĩ, người dân cho thấy sự manh động, tàn bạo, phi nhân tính của nhóm người có tổ chức vũ trang và mang theo cả cái gọi là tờ nhà nước Đề Ga. Lâu nay, kênh báo chí, những kẻ theo trào lưu dân túy luôn mồm giao giảng với cái gọi là công an đánh dân, công an bảo vệ dân chứ không được đánh dân. Mỗi khi có vụ việc xảy ra thì chưa cần biết nguyên nhân, nhưng hễ thấy công an trấn áp là y như rằng họ đăng lên các trang nhất ra giả về chuyện nhân quyền. Xin thưa rằng, những kẻ gây ra tội ác ở Đắk Lắk nhất quyết là đám khủng bố giết người bằng thủ đoạn tàn bạo kiểu Trung Cổ, kiểu Pol Pot, chứ không dân nào lại tàn bạo, bất nhân tính và phi nhân tính như thế. Giờ đây chúng sẽ được đưa ra ánh sáng của pháp luật, sẽ bị trừng trị thích đáng với những gì chúng đã gây ra. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn yêu quý xem đồng bào các dân tộc trong mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là máu thịt trong cơ thể chung của dân tộc Việt Nam. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku ngày 19 tháng 4 năm 1946 có đoạn viết: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Sơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Nhân dân các dân tộc anh em Tây Nguyên nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam với 54 thành viên là anh em một nhà, là máu thịt không thể tách rời. Đất nước đã thống nhất hơn 48 năm, ngoại bang xâm lược đã sạch bóng từ thế kỷ này. Chúng ta không nên khơi lại quá khứ bị chia cắt, bị chia rẽ do ngoại bang gây nên. Kẻ thù dù có nham hiểm, chia rẽ, nhưng nhất định chúng sẽ bị đánh bại bởi sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Thưa các bạn, sự việc trên là hành vi tận cùng của sự liều lĩnh, đốn mạt, coi thường tính mạng con người, coi thường pháp luật. Đây không thể coi là hành vi nên có của con người. Những kẻ đó không thể được coi là người dân, càng không có tư cách để đứng lên đại diện cho bất kỳ nhóm dân tộc hay tổ chức nào để đòi ly khai thành lập nhà nước và chính thể riêng. Bởi một trong những vai trò chính của nhà nước là bảo vệ nhân dân, thì chúng lại chĩa súng sát hại đồng bào của mình. Hành vi này tàn ác không kém cạnh bè lũ Pol Pot những năm 79-80 của thế kỷ trước. Bên cạnh đó, những kẻ khi chứng kiến sự việc đau lòng lại vui vẻ, cười đùa, cợt nhả, thậm chí cổ vũ, đưa thông tin xuyên tạc lên mạng xã hội về sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ và dân thường, lại càng không xứng đáng làm người, không xứng đáng mang chung hai dòng chữ đồng bào. Bởi khi là đồng bào, mỗi người đều có sự đồng cảm sâu sắc với nhau, vui cùng niềm vui của đất nước, đau cùng nỗi đau của dân tộc. Khi thấy đồng bào của mình bị sát hại vẫn có thể vui vẻ, thì liệu những kẻ đó có thể đứng ra cáng đáng trọng trách quốc gia, dân tộc như chúng vẫn yêu sách hay không? Sự thật chứng minh trong suốt hơn 100 năm qua, những người dám đứng lên chống lại thực dân đế quốc chính là những người cộng sản, những người giải phóng dân tộc, cởi bỏ ách nô lệ cho nhân dân là những người cộng sản.
những người dâng hiến cả tuổi xuân, chấp nhận hy sinh để nước nhà thống nhất, non sông thu về một mối, cũng là người cộng sản. Lịch sử đã trao cho những người cộng sản sứ mệnh dẫn dắt dân tộc, gánh vác trọng trách non sông đất nước và bảo vệ nhân dân. Cho đến tận ngày hôm nay, sứ mệnh ấy vẫn được Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp nối giữ gìn. Bởi vậy, người dân cần có cái nhìn tỉnh táo, đừng mơ tưởng về viễn cảnh tự do dân chủ kiểu Mỹ hay phương Tây mà những kẻ xấu ngày đêm giao giảng trên mạng xã hội, bởi chúng đang ở nước ngoài, tìm cách đưa con dao cho người trong nước đâm chém lẫn nhau để chúng ở ngoài thu lợi. Bởi khi đất nước có chiến tranh thì người dân trong nước sẽ là những con tốt thí đầu tiên phải hy sinh, và khi tàn cuộc, những kẻ đó mới từ nước ngoài trở về theo sự dẫn dắt của các nước khác để phân chia nước ta. Bởi khi chiến tranh đền đài, tông miếu tổ tiên của chúng ta bị tàn phá, còn chúng thì ngư ông đắc lợi. Bởi những quốc gia được ban phát dân chủ nhân quyền, bây giờ đang tan nát như Syria, Iraq, Libya. Bởi những người dân Syria, Iraq, Libya từng khao khát dân chủ nhân quyền thì bây giờ người đã chết, người thì tị nạn tha hương khắp nơi. Trích lời một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, ngày xưa ước mơ cao đẹp nhất của người lính chỉ là nhanh hết chiến tranh để về với mẹ. Hòa bình đến không phải dễ, để có được hãy cố gắng mà giữ. Vừa hôm trước, Trung Quốc mới rêu rao về việc tàu 4303 với sức dạn nước 2.500 tấn đã dạ cho tàu 7011 dạn nước 4.000 tấn của Việt Nam chạy rẽ khói tại bãi Tư Chính. Đang vui cười như mở hội vì chiến công lẫy lừng này, thì nay một tờ báo Trung Quốc lại đăng tải bài viết tàu KN-278 của Việt Nam. Tuy nhỏ bằng 1/2 tàu hải giám năm 2005 của Trung Quốc mà lại dám hung hăng đối đầu đòi đâm trực diện. Vậy sự thật này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngay bây giờ các bạn nhé! Mở đầu thì tác giả tờ báo Trung Quốc than thở rằng năm nay Biển Đông có vẻ như không được yên ổn, ngay cả khi toàn thế giới vẫn tập trung chú ý vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Nhưng sau khi Nga bị suy yếu đáng kể, Mỹ lại chuyển trọng tâm sang Trung Quốc. Có thể trong mắt Mỹ, Nga không còn là mối đe dọa lớn, Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất có thể đe dọa đến vị thế bá chủ của Mỹ. Vì vậy, Mỹ sẽ làm mọi cách để cản trở sự phát triển của Trung Quốc. Mỹ đang liên minh với mọi quốc gia có thể liên minh để cùng chống lại cắt đứt Trung Quốc. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Mỹ xây dựng đang dần hình thành. Chiến lược này cũng coi là được xây dựng nhằm vào Trung Quốc, và Biển Đông sẽ trở thành khu vực then chốt trong cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Biển Đông năm nay rất căng thẳng. Từ đầu năm đến nay, Mỹ chưa từng nghỉ trực chiến trong Biển Đông. Mấy ngày trước, tàu khu trục Mỹ liều lĩnh đã hai lần xâm phạm lãnh hải Hoàng Sa. Đây là sự xâm phạm chủ quyền công khai của chúng ta. Mỹ rõ ràng cố ý làm như vậy. Mỹ thực sự muốn gây rối ở đây. Mỹ muốn tất cả các nước xung quanh đều tham gia với sự khiêu khích của chúng ta. Chúng ta phải thể hiện đủ mạnh mẽ. Vì vậy, ngay lập tức đã ngăn tàu thuyền đến khu vực biển xảy ra sự cố, ngăn chặn cảnh báo và đuổi tàu chiến Mỹ một cách quyết liệt. Việc xâm phạm lãnh hải của chúng ta đã rất nghiêm trọng. Nếu Mỹ không nghe theo lời khuyên của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể bắn hạ chúng bằng đạn thật. Nếu thể hiện không đủ mạnh mẽ, Mỹ sẽ bắt chước lần nữa. Philippines là một nước xung quanh Biển Đông. Vài năm trước, quan hệ với chúng ta rất thân thiết, nhưng Philippines năm nay hoàn toàn thay đổi, đã theo phe Mỹ, bắt đầu có ý định với một số đảo trong Biển Đông, công khai cho Mỹ 4 căn cứ quân sự, trong đó 2 căn cứ quân sự trực tiếp đe dọa an ninh Biển Đông. Ngoài ra, Philippines còn kêu gọi Mỹ tổ chức tập trận ở khu vực có tranh chấp, rõ ràng là muốn Mỹ chống lưng. Cố tình tuyên bố chủ quyền nhiều hơn, Việt Nam cũng là một nước xung quanh Biển Đông. Những năm gần đây, quan hệ hai nước tương đối êm ả, mặc dù từng xảy ra đối đầu ở đá Gạc Ma, nhưng cuối cùng vẫn hòa giải bình thường. Chỉ không ngờ rằng, khi tình hình ở Biển Đông thay đổi bất ngờ, Việt Nam cũng lao vào. Lúc nhìn thấy Philippines đã yên ổn hơn, không ngờ Việt Nam lại bất ngờ xuất hiện hung hăng, trắng trợn. Chắc phía sau có sự đồng ý của Mỹ hay không chúng ta không rõ, nhưng đối với chúng ta áp lực rất lớn. Nếu như các nước xung quanh Biển Đông đều tiến lên tuyên bố chủ quyền, thì muốn giải quyết sẽ phức tạp hơn nhiều, cũng không dễ dàng giải quyết. Theo tín hiệu đường dẫn tàu thuyền trực tuyến của Marine Traffic, vùng biển Trung Quốc và Việt Nam đối đầu lần này vẫn là ở bãi Tư Chính. Cái tên quá quen thuộc này một lần nữa lọt vào tầm mắt của mọi người. Bãi Tư Chính nằm ở phía tây quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc, cách đá Tiên Sa về phía nam khoảng 35 hải lý. Có dạng hình lưỡi liềm, dài 63 km, rộng trung bình 11 km, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ,
nhưng vị trí địa lý rất quan trọng. Bại Tư Chính là một trong những đảo san hô xa lục địa Trung Quốc nhất, bị nước ngoài chiếm đóng ở Biển Đông. Bại Tư Chính là lãnh thổ thuộc về Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi về nó. Mặc dù Việt Nam đã xây dựng điểm bốt canh ở Bãi Tư Chính, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam chiếm đóng Bãi Tư Chính, cũng không thể chứng minh rằng Bãi Tư Chính thuộc về Việt Nam. Lần này, tàu KN-278 của Việt Nam, trong khi đó Trung Quốc tuần tra ở đây là tàu hải giám 5205 của chúng ta. Tàu hải giám này của Trung Quốc thuộc lực lượng tuần tra ở tuyến đầu, quanh năm đối đầu với nhiều đối thủ xung quanh Biển Đông. Con tàu này cũng từng chặn tàu Philippines, có thể nói rằng rất chín chắn, kinh nghiệm rất phong phú. Lần này gặp tàu Việt Nam rõ ràng cũng sẽ không thể để tàu Việt Nam quấy nhiễu. Ai có thể nghĩ rằng hai con tàu này đã xảy ra đối đầu ở khu vực gần Bãi Tư Chính và thời gian đối đầu lâu đến 90 phút, đủ để thấy không khí lúc đó rất căng thẳng. Tàu KN-278 của Việt Nam dài khoảng 56m, rộng 10m, vận tốc trung bình 6,9 hải lý, tốc độ tối đa 12 hải lý. Trên tàu chắc chắn cũng trang bị một số vũ khí nhẹ, chẳng hạn như 4 khẩu súng phòng không 14,5mm, còn có ống nước cao áp mà mọi người quen thuộc và thủy thủ đoàn được trang bị súng ngắn. Trong khi đó, tàu hải giám 5205 của chúng ta dài 102m, rộng 14m, sâu 5,7m, tải trọng đầy là 3,7m, trọng tải gần như gấp đôi KN-278. Không phân là kích thước trọng tải hai vũ khí được trang bị, chúng ta không nghi ngờ ở vị trí dẫn đầu, nhưng tàu hải giám này vẫn muốn đối đầu ta. Về cách dùng va chạm thì chúng ta rõ ràng vượt trội hơn, về sức mạnh thì tàu thực thi luật pháp của Việt Nam càng không thể so sánh được với chúng ta. Theo tín hiệu hệ thống nhận diện tự động tàu AIS, con tàu thực thi pháp luật của Việt Nam liên tục cản trở tàu hải giám của chúng ta tiếp tục tiến hành. Khi đến gần con tàu hải giám của chúng ta, con tàu này dường như muốn đâm thẳng vào tàu hải giám của chúng ta. Khoảng cách tiến lại chỉ còn 10m, khoảng cách đã rất gần rồi, nhưng đối với tàu hải giám của chúng ta. Nói tóm lại, họ không quan tâm bạn có va chạm hay không, càng không có bất kỳ sự nhượng bộ nào. Đây trước tiên là lãnh thổ của chúng ta tuyệt đối không dừng lại. Hơn nữa, ngay cả khi va chạm thực sự thì cũng không thể va chạm với chúng ta được. Chúng ta hoàn toàn không hoảng loạn. Hai con tàu thực thi luật pháp chiến đấu ở khu vực này lâu đến 90 phút. Thời gian có thể nói là rất lâu, cũng là lần thứ hai kể từ lần đối đầu kéo dài trước đó. Vâng, thưa quý vị, trên đây là lời tường trình của phía tác giả Trung Quốc về sự hung hãn của tàu KN-278 của Việt Nam. Mới đầu thì phía Trung Quốc cũng tự tin rằng tàu cao to gấp đôi thì thách mày dám đối đầu. Nhưng không, to nhưng chưa chắc đã lâu và khỏe. Đó là câu nói của các chị em vẫn nói đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ mới ghê. Việc một tàu hải giám 5202 đang hoạt động trái phép tại Bãi Tư Chính, tàu của Việt Nam đã mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng tốc độ và đối đầu trực diện, yêu cầu đối phương rời khỏi vùng biển chủ quyền. Tuy người Trung Quốc nói không sợ, ta hoàn toàn không hoảng loạn, nhưng theo mình thì cũng té hết hồn rồi đấy. Tàu Việt Nam mạnh mẽ đâm thẳng, cách có 10m mới đổi hướng, cũng khiến ông bên Trung Quốc run như cây sấy rồi. Các bạn nên hiểu là việc điều khiển tàu cỡ lớn trên biển là rất khó, không phải là cua phát nào là ăn ngay phát đó như là những phương tiện ở trên đất liền. Bởi vì điều khiển tàu còn có sức nước, sức gió, sóng biển, bảo phanh lại có phanh được luôn đâu, còn đi ầm ầm. Chính vì vậy, tác giả Trung Quốc mới nhấn mạnh là chỉ còn 10m thì cũng coi như đây là một cuộc va chạm rồi. Phía Trung Quốc thấy tàu Việt Nam hung hăng nhưng mà cũng không dám dùng vũ khí ở trên tàu tấn công dù sắp va chạm. Đủ để hiểu sự cuống cuồng và mất bình tĩnh rồi, đúng không nào? Nhưng mà tất cả chỉ là dằn mặt và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tàu Việt Nam. Chúng ta cũng đủ khôn ngoan để không đập bục tàu Trung Quốc. Nếu có đâm thì tàu Việt Nam không bục thì cũng hỏng ngang cơ với tàu Trung Quốc rồi. Do vậy là phía dân mạng Trung Quốc, phía dưới bài viết hết sức bất bình vì hành vi họ coi là ngông cuồng của Việt Nam. Họ thắc mắc rằng tại sao tàu to gấp đôi mà không quay lại húc cho tàu Việt Nam một phát. Nhưng mà xin thưa, đang run lẩy bẩy thì ai mà nghĩ được là quay lại đâm hay là bật lại tàu Việt Nam. Còn xin nhắc lại lần thứ 10.000 rằng Việt Nam có đầy đủ chứng cứ, bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, thiêng liêng của Tổ quốc. Những lời nói xảo trá của liều báo Trung Quốc bên trên, chúng ta không cần phải cãi nhau để mà tốn nước bọt, tốn tiền các bạn nhé. Việt Nam có dám bắn hạ tàu Trung Quốc? Những năm gần đây, sau khi đưa đất nước phát triển vượt bậc, Trung Quốc đã chiếm Biển Đông. Chiến lược vùng xám liên tục được thử nghiệm và điều chỉnh qua những cuộc đối đầu với lực lượng chấp pháp của các nước, đặc biệt là ở Biển Đông từ năm 2006. Mục đích của những hành động quấy rối đó nhằm thay đổi hiện trạng, biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp,
và gây lúng túng cho các nước trong việc phản ứng. Sự tồn tại của dân quân biển đã không còn là điều bí mật, dù Trung Quốc luôn che giấu. Năm 2013, ông Tập Cận Bình tới thăm làng chài Đà Môn trên đảo Hải Nam và ca ngợi mô hình dân quân biển tại đây, yêu cầu nhân rộng ra toàn quốc và từ đó tàu cá đi trước, tàu chiến theo sau, dần dần chiếm lấy Biển Đông. Đáng nhớ là năm 2014, khi Trung Quốc đặt giàn khoan dầu biển sâu Hải Dương 981 trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam, đến tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm phạm sâu vào vùng độc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính và ở lì nơi đây, khiêu khích lực lượng chấp pháp Việt Nam tới hơn 3 tháng. Toàn bộ chiến thuật này được Trung Quốc xây dựng xung quanh ý tưởng núp bóng, ngụy trang, không sử dụng lực lượng quân sự. Nhưng quả lưới Trung Quốc thu về được sau các sự kiện này cho kết quả chuẩn xác không thể nào kích động được Việt Nam tự tay châm ngòi chiến tranh. Trung Quốc thể hiện sức mạnh bản thân, thổi phình đạo luật này một cách tuyên truyền để thế giới biết sẽ phá công trình mà nước khác xây dựng trên các bãi đá ngầm và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền, đồng thời trao cho Hải cảnh Trung Quốc quyền thiết lập tạm thời các vùng cấm di chuyển khi cần để ngăn tàu thuyền và người xâm nhập. Chưa cần bình luận đến sự vội vã khi Trung Quốc tung ra đạo luật này. Chỉ đề cập đến vấn đề chiến thuật, về mặt pháp lý thì Trung Quốc đã đi sau Việt Nam hơn 500 ngày. Chất thép từ luật cảnh sát biển Việt Nam trước khi Trung Quốc tung đạo luật này, thì Việt Nam, một quốc gia yêu chuộng hòa bình và công lý, đã ban hành luật cảnh sát biển có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 nêu rõ. Một trong các trường hợp cảnh sát biển Việt Nam được phép nổ súng xin được tạm trích. Thứ nhất, đối tượng điều khiển tàu thuyền đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác. Thứ hai, khi biết rõ tàu thuyền chở đối tượng phạm tội hoặc chở vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy, bảo vật quốc gia cố tình chạy trốn. Thứ ba, khi tàu thuyền có đối tượng đã thực hiện hành vi cướp biển, cướp có vũ trang theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của luật pháp về hình sự cố tình chạy trốn. Như vậy, bất kỳ trường hợp nào lực lượng hải cảnh Trung Quốc sử dụng vũ lực bắn tàu hợp pháp của Việt Nam hoặc tấn công các công trình hợp pháp của Việt Nam theo ý đồ cá nhân, Việt Nam đều có những phương thức đáp trả phù hợp, song phẳng và đúng luật nhất. Việt Nam không thích chiến tranh, không muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam sẵn sàng hành động, làm mọi việc chống lại giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước này. Quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc Việt Nam đã thể hiện rõ điều đó nhất. Một sự thật khác, dù Trung Quốc có muốn hay không thì vùng biển thuộc tự do hàng hải quốc tế không thể nào trở thành động tô sự, chiếm hữu của quốc gia Trung Quốc. Chỉ trong năm 2020 đã có 5 lần tàu chiến của quốc gia Mỹ, Úc, Ấn Độ tập trận trên Biển Đông. Con số này đã nói lên rất rõ thông điệp về trật tự Biển Đông. Không phải Trung Quốc muốn làm gì thì làm, và dù Trung Quốc có ngang ngược và phô trương gây ra chiến tranh thông tin, gây hấn thế nào cũng không thể thay đổi. Lịch sử đã minh định Việt Nam là chủ nhân của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo này và được sự ủng hộ tuyệt đối của bạn bè quốc tế. Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nếu không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý. Gần 3 tháng nay, Trung Quốc cậy mình nước lớn, 5 lần 7 lượt ngang nhiên kéo tàu thăm dò dầu khí vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sống bên cạnh Trung Quốc mấy nghìn năm nay, Việt Nam thừa hiểu âm mưu cá lớn nuốt cá bé, cụ thể là thực hiện chiến thuật vùng xám, biến nơi không có tranh chấp thành nơi có tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng chiếm đóng trên Biển Đông. Tuy nhiên, đừng nghĩ Việt Nam hiền lành, nhỏ bé thì dễ chơi. Ngoài thế khó là nước nhỏ bên cạnh nước lớn, Việt Nam luôn có cách khiến Trung Quốc phải lầm lũi bước ra và chấp nhận. Một trong những việc làm đó là kiên quyết không để bãi Tử Chính thành vùng biển tranh chấp. Thậm chí những ngày qua, trước sự chứng kiến của hàng chục tàu Trung Quốc, Việt Nam đã thành công hạ đặt giàn khoan mới như một cách khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm. Vậy Trung Quốc đã thất bại như thế nào khi thực hiện chiến dịch vây giáp tại bãi Tư Chính những ngày qua? Tại sao Việt Nam có thể hạ đặt giàn khoan thành công trên sự quấy nhiễu của hơn chục tàu cá Trung Quốc? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, thông tin về việc Việt Nam đặt giàn khoan mới không được truyền thông trong nước đưa tin. Mặc dù Việt Nam không có gì sai vì chúng ta đặt giàn khoan trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, tuy nhiên đó là một sự khéo léo của ngoại giao Việt Nam và cũng chẳng dại gì chọc giận Trung Quốc để rồi lời qua tiếng lại. Bởi với Trung Quốc, dẫu quốc tế công nhận bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Việt Nam thì họ vẫn ngang nhiên đó là vùng biển thuộc chủ quyền Trung Hoa mà Việt Nam đang chiếm đóng trái phép. Nhờ sự nhân nhượng của Trung Quốc, nhờ sự dung thứ của chính quyền Tập Cận Bình,
Tuy nhiên mới đây, ngay trên tờ 163.com có bài viết đáng chú ý. Trong lúc tố cáo Việt Nam, tờ báo Trung Quốc cũng đã đưa thông tin Việt Nam đã hạ đặt thành công thêm giàn khoan mới tại vùng biển cạn Tư Chính và thừa nhận thất bại của nước này. Cụ thể, trong bài Tàu tuần duyên Trung Việt đối đầu nhau ở bãi Vạn An ở Biển Đông, Việt Nam xây dựng giàn khoan dầu khí mới khiến Trung Quốc thất vọng. Có viết rằng, vụ đối đầu giữa cảnh sát biển Trung Quốc, Việt Nam ở Biển Đông là do Việt Nam đơn phương vi phạm bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, được Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN ký vào năm 2002. Bộ quy tắc yêu cầu các nước liên quan không đơn phương xây dựng giàn khoan dầu khí mới. Nhưng Việt Nam đã đơn phương kéo giàn khoan tự nâng PVD-6 vào Biển Đông và khoan một giếng dầu mới DHN-4X trong lô dầu mỏ Dashiell bị phân chia trái phép ở phía Tây. Không bàn tới quan điểm của bài báo, điều chúng ta quan tâm là sự xác nhận của Trung Quốc. Việt Nam hạ đặt giàn khoan thành công tại bãi Tư Chính và kết quả này khiến Trung Quốc thất vọng. Thực tế trước đó, báo chí Trung Quốc cũng đồng loạt lên tiếng rằng, trong lúc lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Trung Quốc mải mê ngăn chặn các tàu Philippines, trục vớt những chiếc phao định vị mà phía Philippines hạ đặt trái phép trên biển của Trung Quốc, thì ở phía Nam, tại bãi Vạn An, tên Trung Quốc đã đặt ra khi nói đến bãi Tư Chính của Việt Nam. Việt Nam đã tranh thủ thời cơ hạ đặt trộm một giàn khoan trái phép trên bãi Vạn An của Trung Quốc, nơi mà có lượng dầu và khí dự kiến vào khoảng 5 tỷ thùng. Trữ lượng khổng lồ tại địa điểm này đã được xếp vào sản lượng của những quốc gia có trữ lượng trung bình trên thế giới. Từ những thông tin Trung Quốc đưa tin, có thể tạm xác nhận Việt Nam đã kéo một giàn khoan tự nâng PVD-6 và tiến hành khai thác một giếng dầu mới có tên DHN-4X. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về sự việc này khi có thông tin cụ thể hơn. Nhưng rõ ràng tới nay, kết quả trên cùng với dấu hiệu cho thấy các tàu của Trung Quốc đang rút khỏi vùng biển Việt Nam. Có thể khẳng định Trung Quốc đã thất bại trong sự kiện này. Tại sao Trung Quốc đang chịu thất bại, thậm chí chứng kiến Việt Nam hạ đặt giàn khoan mới mà chẳng làm gì được? Mặc dù khi đi thì vô cùng hăm hở, câu trả lời thì có thể là họ chẳng có quyền gì ở bãi Tư Chính cả. Nếu bãi Tư Chính thực sự thuộc chủ quyền Trung Quốc, họ có để yên cho Việt Nam như vậy không? Họ có dung thứ nhúng nhường như cách báo chí Trung Quốc truyền thông, chắc chắn là không rồi, đúng không các bạn? Thực tế, Trung Quốc khi hay tin Việt Nam sẽ đi vào khai thác một lô dầu mới tại bãi Tư Chính, đã vội vã đưa tàu ra với mục tiêu không phải thăm, chẳng phải nghiên cứu, mà để muốn được san sẻ quyền lợi tại vùng biển giàu có này, nơi được cho là thu nhỏ xung đột Biển Đông. Bởi gốc rễ của tranh chấp ở Biển Đông là tài nguyên dầu mỏ, mà Tư Chính là một trong ba nguồn dầu mỏ lớn nhất ở Biển Đông. Người ta đã chứng minh rằng trữ lượng dầu mỏ ở Biển Đông lên tới 350 tỷ thùng, được mệnh danh là Trung Đông thứ hai, trong đó vùng biển Tư Chính có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh hơn 5 tỷ tấn. Với khí đốt tự nhiên trữ lượng hàng nghìn tỷ mét khối, với nhu cầu về năng lượng hiện nay của Trung Quốc nói riêng, thế giới nói chung, vùng bãi cạn Tư Chính thật dễ hiểu là mục tiêu sống còn của đất nước tỷ dân. Vậy nên, đầu năm 2023, sau khi nghe tin Việt Nam có động thái khai thác mỏ dầu mới, Trung Quốc ngay lập tức huy động đến 5 lực lượng tham gia thế trận phức hợp với những nhiệm vụ vây, lấn và tấn. Cụ thể bao gồm dân binh, hải cảnh, hải tuần, hải quân và cuối cùng là các tàu khảo sát hàng hải xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam. Khi bị xua đuổi thì liên tục thực hiện các động thái rút lui ra. Thứ nhất là lực lượng dân binh của Trung Quốc với vai trò thường trực ở cả hai chức năng trong công tác vây. Chức năng đầu tiên là phong tỏa các thực thể chưa có người ở khu vực trung tâm đường chín đoạn phi pháp. Thông qua sự hiện diện tập trung quanh hai thực thể đá ba đầu với hơn 100 tàu và bãi Sabin 18 tàu, theo ghi nhận vào ngày 23 tháng 4. Chức năng kế tiếp của lực lượng này là bảo vệ vòng trong cùng khi hộ tống các tàu khảo sát hàng hải hoặc các khu vực do Trung Quốc kiểm soát trái phép trên Biển Đông. Sự kiện 8 tàu dân binh Trung Quốc được phát hiện di chuyển cắt ngang đội hình các tàu hải quân của ASEAN và Ấn Độ. Trong khuôn khổ diễn tập AIME-23 vừa qua là minh chứng điển hình cho chức năng này. Thứ hai là lực lượng hải cảnh với chức năng chấp pháp. Lực lượng này thực hiện công tác lớn một cách chủ động nhằm hỗ trợ lực lượng dân binh Trung Quốc ở trên đối trọng với các tàu chấp pháp của ASEAN. Điển hình là sự túc trực thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc 4303 và 5303 hộ tống tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 ở khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam từ giữa tháng 5. Thứ ba là lực lượng hải quân, tuy không can dự trực tiếp vào thế trận do dân binh, hải cảnh thực hiện mà chủ yếu hiện diện từ xa ở vòng ngoài cùng thông qua hai hoạt động được ghi nhận.
Ngoài ra cũng có ghi nhận về hiện diện không rõ chủ ý của tàu hải quân Trung Quốc quanh khu vực đảo Thị Tứ của Việt Nam, nhưng phía Philippines chiếm đóng trái phép. Vào ngày 23 tháng 4, trong động thái hỗ trợ công tác lớn của hải cảnh Trung Quốc, hai lực lượng còn lại là nhóm tàu khảo sát hàng hải và tàu hải tuần. Hai nhóm tàu này tuy xuất hiện đơn lẻ nhưng lại có sự phối hợp hoạt động rất tinh vi. Cụ thể, mặc dù hiện chưa có tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 hiện diện trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính, nhưng vẫn còn hai tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 14 và Hướng Dương Hồng 31 đang xác định vẫn đang hiện diện trong khu vực quanh cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cả hai khu vực này đều có trữ lượng dầu mỏ lớn cùng những ngư trường dồi dào trên Biển Đông. Bằng một chiến lược bài bản, nhưng cuối cùng Trung Quốc đang phải ngậm ngùi thất bại. Nói không quá là đứng trơ mắt nhìn Việt Nam hạ giàn khoan và tiến hành khai thác lô dầu khí mới. Lúc đưa tàu vào hừng hực bao nhiêu, thì vài ngày qua các tàu Trung Quốc lại lầm lũi phân tán và rượu dã trong quá trình rút lui bấy nhiêu. Vì sao Trung Quốc lại rút lui? Như chúng tôi đã nói, chắc chắn không phải vì họ yếu về lực lượng, mà đơn giản là vì họ sai. Trung Quốc không có quyền gì tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Còn với Việt Nam, lần này tiếp tục là một thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển. Bởi việc đưa giàn khoan mới và khai thác mỏ dầu mới không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là chiến thắng về ngoại giao. Giàn khoan nó giống như một cột mốc khẳng định chủ quyền Việt Nam và thắng lợi của Việt Nam khi không để Tư Chính thành vùng đất tranh chấp như Trung Quốc muốn. Các bạn thân mến, trong một số video trước chúng tôi đã từng nói sự hiện diện của giàn khoan DK giống như một cột mốc biên giới trên biển, khẳng định chủ quyền vững chắc của Việt Nam ta. Từ câu chuyện cắm cọc tre tới giàn khoan, nó cho thấy thời nào Việt Nam ta cũng có chiến lược chống giặc ngoại xâm có 1-0-2. Trên đất liền, tại đường biên, cứ một cột mốc được dựng lên là xác quyết có chủ quyền. Còn ngoài khơi, cứ một giàn khoan được hạ đặt là chủ quyền thêm được củng cố. Càng nhiều giàn khoan được hạ đặt thì thành trì càng vững chắc. Ngày xưa, nếu như Việt Nam chỉ cần sử dụng tre, loại vũ khí thô sơ trong ấp chiến lược là có thể tiêu diệt cả binh đoàn giặc Mỹ. Chỉ cần dùng cây vót thành trông dựng trên sông Bạch Đằng đã tiêu diệt được toàn bộ giặc Nam Hán, thì ngày hôm nay hệ thống giàn khoan của Việt Nam sừng sững ngoài biển khơi, kết nối với nhau, đó là thành trì vững chắc giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Không chỉ đem về doanh thu góp phần đưa kinh tế Việt Nam phát triển, sự tồn tại của những giàn khoan mà Việt Nam đang tác hợp khai thác với bạn bè quốc tế là minh chứng, bằng chứng sống khẳng định chủ quyền dân tộc. Dù ngày hay đêm, chúng vẫn rực lên những ánh sáng, kết chặt với nhau như chòm sao cái gầu mà Trung Quốc hay gọi là chòm sao bắt đầu, chiếu sáng để toàn thế giới đều thấy đây là vùng biển bất khả xâm phạm. Như lẽ dĩ nhiên, Trung Quốc chỉ cần xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở những vùng biển gần khu vực có giàn khoan thôi, thì với thế giới Trung Quốc đã sai, với Việt Nam Trung Quốc sẽ chịu thất bại cay đắng. Còn nhớ trong nghị quyết số 50 NQTU mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký có chứa nội dung rất quan trọng, xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nó cho thấy rằng mọi thứ đều đang nằm trong sự kiểm soát của Đảng và Nhà nước, dù có lúc cương, lúc nhu. Nhưng chỉ cần giặc ngoại xâm thò chân vào được khu vực giàn khoan thì dù là năm 2011, 2014, 2019, 2021, 2023 thì cuối cùng họ cũng phải lầm lũi rời đi. Có thể nói trên thế giới không quốc gia nào phải trải qua nhiều lần đấu tranh đẩy lùi giặc ngoại xâm như Việt Nam. Dù Việt Nam là nước có diện tích nhỏ, dân số ít và vũ khí quân sự chẳng bằng một phần của nước đến Việt Nam xâm lược. Nếu nói về tình hình quần đảo Trường Sa thời gian gần đây, bên cạnh Trung Quốc thì Philippines cũng có các hành động mới hết sức đáng lên án khi đã xâm phạm nghiêm trọng vào chủ quyền biển nước ta, gây ra những tiềm ẩn nguy cơ xung đột không đáng có và làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai nước. Thưa quý vị, kể từ khi tân Tổng thống Philippines đắc cử là ông Ferdinand Marcos Jr., chính quyền Manila đã có nhiều hoạt động thực thi chủ quyền biển mà họ tự tuyên bố của mình trên vùng biển quần đảo của Trường Sa Việt Nam. Nghiêm trọng nhất là vụ việc mới đây, tuần duyên Philippines cho thả một số các phao định hướng trên Biển Đông, bao gồm một phao nằm ngay gần vùng nước của thực thể đá ba đầu, vùng thuộc lãnh hải 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông. Điều này đã bị Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Philippines phải chấm dứt ngay các hoạt động này. Dẫu vậy, phía Manila mặc dù có các động thái xuống nước khi thông báo rằng đây chỉ là các phao định vị hàng hải thông thường, sẽ không có bất cứ một đe dọa nào tới an ninh, an toàn của các tàu thuyền di chuyển quanh khu vực, nhưng cũng không cho rút các phao định hướng này khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam.
Điều này không chỉ làm Việt Nam chúng ta gay gắt mà còn khiến cho Trung Quốc, một bên trực tiếp tranh chấp trên Biển Đông, cảm thấy không vui. Theo định vị giám sát hàng hải IIS, Trung Quốc đã cấp tốc điều đoàn tàu hải tuần 173 xuất phát từ Quảng Châu, trực chỉ quần đảo Trường Sa với mục tiêu là tháo bỏ hoàn toàn các phao định vị mà Philippines thả xuống khu vực, đặc biệt là tại thực thể đã bắt đầu. Tính tới 15 giờ chiều cùng ngày, tàu đã di chuyển tới khu vực ngang vị tuyến 16 trên Biển Đông, tức ngang ở vùng biển Đà Nẵng và ở vùng biển quốc tế, tốc độ di chuyển cao lên tới 14 hải lý trên giờ. Tới 14 giờ chiều ngày hôm sau, tàu hải tuần 173 đã đi vào khu vực quần đảo Trường Sa, trong khu vực trồng lấn giữa biển Việt Nam và Philippines. Hải tuần 173 là tàu tuần tra cứu hộ và trục vớt trên biển của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, chính thức đi vào biên chế từ tháng 7 năm 2022, có cảng nhà tại tỉnh Quảng Châu. Tàu này dài 74m, rộng 14m, là tàu chuyên dụng cho nhiệm vụ triển khai lắp đặt các loại phao hàng hải trên biển. Trong chuyến nhiệm vụ lần này, tàu hải tuần 173 sẽ lần đầu tiên để kiểm tra khả năng sử dụng cần trục máy cỡ lớn lên tàu để tháo và thu hồi các phao định hướng mà Philippines cho thả trái phép trên vùng biển Trường Sa. Hiện nay, trong quá trình di chuyển trên biển, người ta mới chỉ ghi nhận tàu hải tuần 173 đã di chuyển một mình. Nhưng khả năng cao, sau khi vào vùng biển Trường Sa, các tàu vũ trang của dân binh của Trung Quốc từ những tin đồn mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép cho khu vực sẽ xông ra tạo thành đội hình hộ tống đưa tàu công vụ này vào vùng thực hiện nhiệm vụ cấp phao định hướng của Philippines. Bên cạnh đó, hiện nay, trong vùng biển cụm đảo Sinh Tồn, nơi có đảo Ba Đầu Án Ngữ thì Trung Quốc đang cho hiện diện hai nhóm tàu khảo sát là nhóm hướng dương Hồng 14 ở gần đá Cạc Ma và nhóm hướng dương Hồng 31 ở gần đá Ba Đầu. Điều đó đã cho ta thấy một điều rất rõ ràng khi mà Trung Quốc duy trì hai nhóm tàu này túc trực nhiều ngày trong vùng biển nói trên. Đó chính là nhằm tạo sức ép đến Philippines trong vụ việc Manila thả phao định hướng trên quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, theo ghi nhận từ tuần duyên Philippines, thì cho tới đầu tháng 5 vẫn còn hơn 100 tàu vỏ thép cỡ lớn của Trung Quốc đang hiện diện trong vùng nước của thực thể Đá Ba Đầu. Trong cụm đảo Sinh Tồn hiện nay, Trung Quốc đang có không dưới 100 tàu thuyền các loại, bao gồm cả tàu cá vỏ thép, tàu dân binh vũ trang, tàu hải cảnh và tàu khảo sát đại dương, liên tàu hải tuần 173 và tàu chuyên dụng cho việc triển khai phao hàng hải được đưa xuống Trường Sa, chắc chắn sẽ giúp thực hiện kế hoạch cắt và thu hồi phao định hướng của Philippines trở thành dễ dàng hơn. Ngược lại, từ Philippines có khả năng rất cao sẽ phải bất lực trong trường hợp này. Khi thẳng thắn mà nói thì Manila không có cách nào để có thể ngăn cản hoạt động cơ bắp này của Trung Quốc trên vùng biển Trường Sa, bởi lực lượng tuần duyên Philippines gần như là không đủ khả năng để đối phó với một lượng lớn tàu thuyền và sức ép mạnh như vậy của Bắc Kinh. Có lẽ sau vụ việc này, việc duy nhất mà họ có thể làm đó chính là lên tiếng phản đối mạnh mẽ Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông để lưu loa những hành động bắt nạt của Bắc Kinh sau khi mọi việc đã xong xuôi. Còn về phía Việt Nam, hoạt động của Trung Quốc lần này có phần lợi cho ta, bởi các lực lượng chức năng của Trung Quốc sẽ phá bỏ các phao định hướng vi phạm chủ quyền biển Việt Nam của Philippines, trả lại hiện trạng tự nhiên ban đầu của vùng biển lân cận và giảm căng thẳng không đáng có. Thưa quý vị, trong quá khứ, khi Trung Quốc thả các loại phao định hướng xuống đá Ba Đầu, thì Bộ đội Hải quân Việt Nam từ vùng biển Sinh Tồn Đông đã tiến hành trục vớt và tiêu hủy phao trái phép của Trung Quốc. Do đó, việc Trung Quốc tiêu hủy phao của Philippines ở đá Ba Đầu cũng không phải là việc chưa từng có tiền lệ. Song điều này đã cho thấy rằng thực thể đá Ba Đầu có những tính chất cực kỳ quan trọng, vô cùng phức tạp khi cả ba bên là Trung Quốc, Việt Nam, Philippines đều tích cực có các hoạt động đề phòng lẫn nhau, không cho bất cứ bên nào có thể thực hiện các hoạt động nhằm làm rối ren phức tạp và gây ra những bất lợi cho tình hình tranh chấp trong khu vực này. Philippines hiện nay đang là bên yếu thế nhất trên bàn cờ thế tại bãi đá Ba Đầu, khi cả Trung Quốc và Việt Nam đều là hai bên tranh chấp trực tiếp, có các tiền đồ kiên cố trên cụm đảo Sinh Tồn, trong khi Philippines phải triển khai lực lượng từ xa tới. Bên cạnh đó, sau sự việc lần này, Manila cũng phải hiểu rằng đừng cố tình làm phức tạp tình hình một cách không đáng có và nên giữ nguyên hiện trạng như hiện nay để tránh những căng thẳng. Về vấn đề vì sao Việt Nam không đổ bộ lên đóng giữ đá Ba Đầu như một số lượng không nhỏ các khán thính giả đã thắc mắc và đặt câu hỏi, chúng tôi xin trả lời rằng với việc Việt Nam, Trung Quốc và các bên liên quan đã ký kết và tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, hay được gọi tắt là DOC, vào ngày 4 tháng 11 năm 2022 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Trong đó có quy định về việc các bên tuân thủ giữ nguyên hiện trạng tranh chấp hiện nay trên Biển Đông, không chiếm giữ đổ bộ, đưa người đến ở và xây dựng mới trên các đảo, bãi đá ngầm, bãi cát ngầm không có người hiện nay. Đây chính là cơ sở pháp lý chung của tình hình Biển Đông, nó hạn chế khi không thể cho Việt Nam đóng giữ thêm các đảo mới.
nhưng nó cũng kìm chân Trung Quốc không cho chiếm đóng thêm bất cứ thực thể nào trong suốt thời gian qua của thế kỷ 21. Đặc biệt, nó có giá trị hơn bao giờ hết khi thế và lực ngày một mạnh của Trung Quốc hiện nay. Họ hoàn toàn có khả năng mở rộng và chiếm đóng thêm nhiều đảo ở đá Trường Sa hơn so với chỉ 7 thực thể đang kiểm soát trái phép. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng không chịu dễ dàng tuân thủ DOC mà liên tục tìm cách để lách luật nhằm kiểm soát thêm các thực thể mà không cần phải trực tiếp đổ bộ con người lên xây dựng công trình. Tiêu biểu như cách mà Trung Quốc đã thực hiện ở bãi cạn Scarborough của Philippines, nơi mà nước này đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát thực thể vào năm 2012. Thời gian gần đây, khi được sự cho phép của chính quyền Bắc Kinh, một số tàu thuyền của ngư dân Philippines mới được tiếp cận và đánh bắt cá. Kiểu chiếm đóng kiểm soát mềm như vậy đang được Trung Quốc tăng cường thực hiện tại bãi cạn Ba Đầu trên đảo Trường Sa, có thách thức nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam thông qua hoạt động hiện diện của hàng trăm tàu thuyền một cách thường xuyên, liên tục trong vùng nước của thực thể. Về lâu dài, nếu không có các biện pháp đấu tranh và ngăn chặn quyết liệt, mạnh tay, một kịch bản tương tự như bãi cạn Scarborough có thể sẽ làm chúng ta nhìn thấy. Đương nhiên, với thế và lực của Việt Nam hôm nay, cùng với sự bản lĩnh dày dặn, kinh nghiệm, đấu tranh, được các lực lượng chấp pháp của nước ta đúc rút qua quá trình nhiều năm đối phó với âm mưu bành trướng của Trung Quốc trên biển, thì chắc chắn sẽ luôn tìm ra các biện pháp hòa giải đầy thông minh và tỉnh táo. Phải nói rằng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi chúng tôi quay trở lại cập nhật tình hình tranh chấp trên Biển Đông, chúng tôi đã phải cực kỳ bất ngờ với những diễn biến mang tính chất hết sức nghiêm trọng diễn ra trên biển trong một thời gian ngắn của tháng 5 năm 2023. Nhưng tình hình có thể nói là vô cùng bất ngờ và khiến cho những người làm kênh cũng phải cảm thấy bối rối. Rõ ràng Trung Quốc đang ngày một xảo quyệt và tinh ma trong vấn đề tranh chấp biển đảo khi thường xuyên thực hiện những cú quay xe cực gắt làm cho ta không khỏi bất ngờ. Trong bản tin trước, chúng tôi đã thông báo về tin tức Bắc Kinh cho điều tàu hải tuần 173 chuyên trục vớt phao hàng hải cấp tốc xuống Biển Đông, làm nhiệm vụ nhanh chóng nhổ gốc phao định hướng của Philippines trong khu vực quần đảo Trường Sa, vốn vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ, giới quan sát đã phải té ngửa khi mục tiêu mà Trung Quốc nhắm tới, khi điều tàu hải quân 173 xuống Biển Đông hoàn toàn không phải nhắm vào Philippines mà chính là nhắm vào Việt Nam chúng ta, một hành động mang tính chất cực kỳ hung hăng và nguy hiểm. Cụ thể, vào tối ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 6 vừa qua, hai tàu tuần 173 trực thuộc Cục An ninh Hàng hải Trung Quốc sau khi xuất hiện tại vùng biển quần đảo của Trường Sa đã di chuyển tới khu vực đá Ba Đầu, thực thể vốn trước đó mà Philippines đã thả một phao định hướng hàng hải. Những tưởng tàu này sẽ nhanh chóng triển khai nhổ và thu hồi phao của Philippines. Nhưng ngược lại, tàu của Trung Quốc đã cho thả một phao định hướng khác xuống vùng biển cách không xa mà Philippines đã thả trước đó. Tổng kết lại, tính tới thời điểm cuối tháng vừa qua, cả Trung Quốc và Philippines đang triển khai trái phép 8 phao định hướng trên vùng biển quần đảo của Trường Sa của Việt Nam. Theo nhận định ban đầu, có vẻ như tuần duyên Philippines cũng có định hướng tương tự, khi họ lo ngại Trung Quốc sẽ có các hành động làm tổn hại đến các phao định hướng của phía Philippines. Ngay khi tàu Hải quân 173 tiến vào vùng biển Trường Sa, tàu tuần tra Palamas của Philippines đã nhanh chóng đeo bám và theo dõi tàu công vụ Trung Quốc, không loại trừ trường hợp có thể can thiệp nếu tình huống xấu. Tuy nhiên, sau khi tàu Hải tuần 173 thực hiện thả xong 3 phao mang biểu tượng chủ quyền trái phép của Trung Quốc, vào đêm ngày 7 vừa qua, tàu này đã bắt đầu rời khỏi vùng Trường Sa và tàu Palamas của Philippines đã có dấu hiệu tương tự với hành trình hướng về quần đảo Palawan. Đặc biệt, theo ghi nhận từ định vị hàng hải quốc tế IES, thì trong suốt một quá trình gồng kè nhau của tàu công vụ Trung Quốc và Philippines, có ít nhất một tàu chấp pháp của Việt Nam có khả năng là tàu kiểm ngư di chuyển, giám sát liên tục theo dõi và trinh sát diễn biến tình hình. Điều này chứng tỏ cho thấy các lực lượng đấu tranh của Việt Nam cũng đã nắm bắt thông tin hoạt động bất thường của các tàu nước ngoài trong vùng biển Trường Sa một cách rất nhanh chóng. Giờ đây, Việt Nam đang bị đặt vào thế cùng một lúc bị cả hai bên là Trung Quốc và Philippines thách thức chủ quyền biển đảo tại khu vực quần đảo Trường Sa cực kỳ nghiêm trọng, trong đó đáng báo động nhất là tại vùng biển đá Ba Đầu. Cả Trung Quốc và Philippines đều cho triển khai tàu tới thả phao định hướng một cách ngang nhiên, vi phạm nghiêm trọng về luật biển UNCLOS năm 1982. Trung Quốc vừa thực hiện một hành động tương tự như Philippines ở Trường Sa, nó có mưu kế thâm sâu như thế. Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc gặp gỡ giữa Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đoàn Bộ Ngoại giao Philippines xúc tiến hợp tác giữa hai bên về vấn đề Biển Đông. Đại diện của chính phủ hai nước đều thống nhất rằng, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tình hình Biển Đông vẫn hết sức là nóng bỏng. Hà Nội cùng Manila quan ngại sâu sắc về các hành vi đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông, thống nhất chặt hơn cơ chế về hợp tác biển giữa hai quốc gia, vốn có truyền thống thiết lập từ năm 2004 cho tới nay.
Rõ ràng không cần ai phải nói thì cũng biết, bên đơn phương của các hành động vi phạm pháp luật quốc tế trên Biển Đông được Việt Nam và Philippines nhắc tới, không quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc. Sự xích lại gần nhau hơn giữa hai đối thủ trực tiếp của Trung Quốc trên Biển Đông ắt hẳn khiến cho Bắc Kinh không vui và phải tìm cách để ngay lập tức chia rẽ mối gắn kết này. Có một điều không mấy khi được truyền thông nhắc tới nhưng chúng ta phải ngầm hiểu rằng, giữa Việt Nam và Philippines có một sự bắt tay tại quần đảo Trường Sa. Việc các đoàn cán bộ Hải quân Việt Nam vẫn thường niên thăm và làm việc với đảo Song Tử Đông mà Philippines đang đóng giữ, hay đoàn cán bộ Hải quân Philippines thăm đảo Song Tử Tây của Việt Nam không còn là một chuyện lạ. Việt Nam cũng như là Philippines cũng có không ít lần nương tay cho nhau trong khu vực quần đảo Trường Sa. Điều này có nghĩa là gì? Việc Philippines thả phao định hướng ở đá Ba Đầu có thể bị Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối cực kỳ mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Philippines phải lập tức xuống nước, phải giải thích rằng đó chỉ là các phao định vị thông thường. Tuy nhiên, Việt Nam chưa tiến hành hành động tiêu hủy nhóm phao trên thực địa. Đó có thể là ghi nhận một sự nương tay để mở cơ hội cho Philippines tự làm việc đó, tránh căng thẳng giữa hai nước. Trong quá khứ, bộ đội Việt Nam đã nhổ và tiêu hủy phao định hướng mà Trung Quốc đã thả xuống đá Ba Đầu. Giờ đây, lực lượng chức năng của ta không thể đứng ngoài cuộc, mà một khi ta nhổ phao của Trung Quốc thì không thể nhổ cả phao của Philippines vì cả hai bên đều vi phạm chủ quyền Việt Nam như nhau. Điều đó có thể sẽ gây ra nhiều rạn nứt không nhỏ trong mối quan hệ song phương. Tất nhiên, về mặt lý thuyết thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không thể không lên tiếng phản đối hành động của Việt Nam với truyền thông nội địa của nước họ, từ đó tạo ra một hình ảnh Việt Nam hung hăng như Trung Quốc trên Biển Đông, trong khu vực quần đảo Trường Sa. Với nội bộ công chúng Philippines, Trung Quốc không những không nhổ phao của Philippines giúp Việt Nam mà lại chơi tương kế tự kế để buộc Việt Nam phải nhổ cái phao của Trung Quốc và phao của Philippines. Hoặc là nếu không nhổ bỏ các vật thể này thì rõ ràng Việt Nam đã có sự nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền biển đảo trước nước ngoài. Một điều rõ ràng là vô cùng tối kỵ trong chính sách đấu tranh của Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi có thể nói rằng Bắc Kinh chơi chiêu bài này thực sự phải nhận định là rất hiểm hóc, rất tinh ma, rất tinh quái, khi đẩy trực tiếp Việt Nam vào thế khó. Dù sao thì chúng ta vẫn phải giữ một cái đầu lạnh, bình tĩnh, nhìn nhận các động thái tiếp theo của tình hình và chờ xem lực lượng chức năng của chúng ta sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này. Chắc chắn sẽ có một động thái cứng rắn được phía Việt Nam thực hiện trong thời gian tới. Như chúng ta đều biết, hiện nay Việt Nam ta đang kiểm soát 21 thực thể địa lý gồm 7 đảo, cồn san hô cùng 14 dạng san hô ở quần đảo Trường Sa. Trong những thập niên qua, đi cùng với sự phát triển vượt trội về kinh tế, thì bạn bè quốc tế đã phải dồn hết sự chú ý của mình về các hoạt động trên Biển Đông của quân đội Việt Nam. Bởi Hải quân Nhân dân Việt Nam những ngày qua đã không những mạnh tay mua sắm các trang thiết bị hiện đại như tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa Zipat, cùng với những công nghệ phát triển tên lửa hành trình giúp tăng cường răn đe của quân đội trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Mà đáng chú ý là chúng ta đã có sức mạnh đủ răn đe các thế lực tranh chấp trong khu vực. Trong hơn 10 năm trở lại đây, các tổ chức quốc tế cũng đã ghi nhận công tác bồi đắp đảo vô cùng tích cực của công binh Hải quân Việt Nam. Điển hình như mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ đã công bố một bản báo cáo về sự thay đổi nhanh chóng của các thực thể trên Biển Đông. Trong đó có đặc biệt nhấn mạnh sự thay đổi các khu thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát. Báo cáo viết rằng, trong nửa cuối năm 2022, Việt Nam đã tiến hành bước mở rộng đáng kể công việc nạo vét và bồi đắp tại một số tiền đồn ở Biển Đông. Việc mở rộng của Việt Nam diễn ra ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp chủ quyền. Các hoạt động của Việt Nam đã tạo ra khoảng 170 ha đất mới và nâng tổng diện tích của Việt Nam đã mở rộng trong thập kỷ qua lên gần 220 ha. Cụ thể hơn, dựa vào các hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của CSIS còn cho biết các hoạt động mà Việt Nam đang tiến hành bao gồm hai điểm rất là đáng chú ý. Một là mở rộng công việc bồi đắp tại 4 thực thể và thứ hai là nạo vét tại 5 thực thể khác. 4 đảo, trong đó là đảo Nam Yết, Phan Vinh, Sơn Ca và Tiên Nữ đã mở rộng đáng kể về diện tích kể từ khi AMTI ghi nhận hồi tháng 7. Việt Nam đã bắt đầu nạo vét và bồi đắp mới tại Nam Yết, Phan Vinh và Sơn Ca từ tháng 10 năm 2021 và phát hiện của AMTI trong báo cáo mới cho thấy các tiền đồn cỡ vừa của Việt Nam ta tại 3 đảo này đang được mở rộng với quy mô lớn với một cảng nạo vét và có khả năng tiếp nhận các tàu lớn hơn được thiết lập tại Nam Yết và Phan Vinh. Cảng Nam Yết rộng 47 ha và Phan Vinh rộng 48 ha đều lớn hơn đảo Trường Sa 39 ha, nơi từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Theo AMTI,
đá tiên nữ trước đây chỉ có 2 loại cấu trúc đặt súng nhỏ, nhưng hiện giờ đã có 26 hectare đất nhân tạo. Báo cáo cũng nói rằng Việt Nam đã dùng tàu nạo vét vỏ sò để giúp các phần của rạn san hô nông và lắng đọng trầm tích để bồi đắp. Một quá trình mà theo AMTI là ít gây phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy hút cát mà Trung Quốc đã sử dụng xây dựng các đảo nhân tạo. Báo cáo cũng nêu rõ rằng quy mô của các hoạt động bồi đắp mặc dù vẫn còn kém xa hơn so với 3.200 mẫu, tương đương với 1.230 ha đất do Trung Quốc mở rộng từ năm 2013 cho đến năm 2016. Nhưng diện tích cũng đã lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và cho thấy một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa. Thưa quý vị, có thể thấy những nỗ lực phát triển kinh tế, Chính phủ đã ngay lập tức tập trung nguồn năng lực để mở rộng hoạt động ở Trường Sa. Bằng chứng là vừa qua chính là cơ sở để chúng ta tin rằng một phần máu thịt của Việt Nam ở ngoài biển Đông kia đang được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Trường Sa đã và đang lớn dần lên và trưởng thành hơn, và đó sẽ là tiền đồ để bảo vệ an ninh cho quốc gia ở mặt trận trên biển. Được biết, CSIS, tổ chức làm báo cáo vừa qua, là một trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế độc lập có tiếng tăm với trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ. Trung tâm này thực hiện các nghiên cứu chính sách và phân tích chiến lược về các vấn đề chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới, với sự chuyên tâm cụ thể dành cho các vấn đề liên quan đến quốc tế, thương mại, công nghệ, tài chính, năng lượng và địa chiến lược. Đây là một tổ chức uy tín, thế nên bằng chứng là họ công bố rất là đáng tin cậy. Bộ Ngoại giao Việt Nam ta chưa bình luận gì về bản báo cáo này. Còn CSIS cho biết các nước trong khu vực như là Trung Quốc cũng chưa có phản ứng. Họ cho biết sẽ còn phải xem Việt Nam xây dựng các cơ sở hạ tầng gì trên các tiền đồ rộng mở này. Một khảo sát của CSIS đưa ra trước đây nói rằng Việt Nam đã âm mưu nâng cấp việc xây dựng của các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa, nhưng không có ý định quân sự hóa trên vùng Biển Đông như Trung Quốc đã làm. Do đó, nếu cơ sở hạ tầng được xây dựng trên phần diện tích được mở rộng, là về mặt dân sự, Việt Nam sẽ không gặp phản ứng của quốc tế. Ngược lại, khi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với cái gọi là đường chín đoạn mà nước này đơn phương đưa ra, nhưng đã bị tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong vụ kiện của Philippines cách đây 6 năm. Trung Quốc đã bất chấp dư luận mà thiết lập nhiều tiền đồ quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã bị Mỹ, Việt Nam và nhiều nước khác phản đối do việc quân sự hóa khiến cho an ninh vùng biển, đảo cũng như là các tuyến đường hàng hải quốc tế tại đây trở nên căng thẳng hơn. Điều đó ảnh hưởng đến lợi ích chung của nhiều quốc gia, nên việc quân sự hóa các đảo dù là để phòng thủ đều luôn bị phản đối, thậm chí là bị cấm vận. Do đó, việc quân sự hóa các đảo do Việt Nam kiểm soát là điều chưa cần thiết, vì trong bối cảnh kinh tế đất nước đang được đà phát triển, quân sự hóa đảo sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt, gây lo ngại cho nhiều bên là đối tác nhập hàng của Việt Nam, trong đó có cả Trung Quốc. Tuy nhiên, dù không quân sự hóa các đảo để tránh quốc tế phản ứng, nhưng trong nhiều năm qua, chính phủ nước ta vẫn có cách để xây dựng một hàng rào phòng thủ vững chắc cho chủ quyền của Việt Nam, trong đó ở bề nổi là việc nâng cấp lực lượng hải quân. Bởi đảm bảo và gia tăng sức mạnh răn đe bằng các tên lửa tầm xa, sức công phá cao, nhưng có một cách đỉnh cao hơn, đó là xây dựng tiếng nói và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đây mới chính là phương pháp tinh hoa để màn đấu tranh chủ quyền nhưng không đổ máu, thiết lập một sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã rất tích cực tham gia vào phái đoàn giữ gìn hòa bình ở các khu vực có xung đột, trong đó nổi bật là Nam Sudan. Hàng năm, cứ một đoàn về là một đoàn khác lại tiếp tục lên đường để đến với lục địa châu Phi. Những cống hiến của Việt Nam tại nơi này đã cho thế giới thấy chúng ta là một dân tộc trọng hòa bình và ghét chiến tranh. Chính điều đó là cơ sở để Việt Nam tham gia vào Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc, tiếp tục đề xuất sáng kiến để các quốc gia tránh khỏi nguy cơ xung đột, hướng Hội đồng Bảo an tới việc gia tăng các hoạt động bảo vệ thường dân trong chiến tranh, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương như là phụ nữ và trẻ em. Với vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, sẽ ra sao nếu chúng ta đề xuất thành lập một trung tâm gìn giữ hòa bình mang tầm cỡ khu vực tại Biển Đông? Thực tế, đề xuất này đã được chính phủ đưa ra vào tháng 11 năm 2022. Nhân chuyến thăm Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix đến Việt Nam, bà Lacroix đã khá bất ngờ
nhưng cũng khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ ủng hộ mục tiêu này của Việt Nam, trong khi dư luận đang dành hết sức quan tâm cho cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Tranh cãi ai đúng, ai sai, thì chính phủ Việt Nam đã âm thầm xúc tiến kế hoạch cho một trung tâm hòa bình được thành lập tại khu vực Biển Đông. Vì một khi trung tâm gìn giữ hòa bình tại Biển Đông được thành lập, Việt Nam ta sẽ là hạt nhân được chú ý nhiều nhất, cũng như là đóng vai trò điều phối. Các nước sẽ ủng hộ Việt Nam vì đã có công đóng góp về mặt an ninh đối với một khu vực kinh tế cực kỳ quan trọng của thế giới. Và trung tâm hòa bình này chắc chắn sẽ tạo ra một rào cản vô hình cho bất cứ ai muốn quân sự hóa các đảo ở Biển Đông. Điều này giúp cho chính phủ nước ta tiếp tục đấu tranh chủ quyền trong hòa bình, kiềm chế được những cái đầu nóng muốn gây bất ổn tại Đông Nam Á. Thưa quý vị, đầu tháng 6 vừa qua, quân đội nhân dân Việt Nam bắn chào mừng bằng một loạt vũ khí hiện đại bí mật trong khu vực quốc gia, từ tên lửa Chakon cho đến Jak-30 ném bom, tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ, tên lửa Jepard, và đặc biệt là một vũ khí bí mật cất trong kho hơn 17 năm qua để được đem ra trình diễn, khiến người dân sau khi xem xong chỉ còn biết thốt lên, quá tự hào về nền quân sự của Việt Nam. Cụ thể, trong bản tin quân sự quốc phòng trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam được công chiếu vừa qua, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam đã chọn đăng tải một loạt các thông tin quý giá về các hoạt động huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật của toàn bộ các quân binh chủng, các quân khu, quân đoàn, các sư đoàn không quân và các lữ đoàn hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam. Một bất ngờ là ở đoạn cuối của bản tin kéo dài 6 phút 30 giây, người xem đã lần đầu tiên được chứng kiến các binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam phô diễn một loạt khí tài mà trước đó luôn được dự kiến. Đoạn video chỉ dài hơn 1 phút nhưng có sự xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại như tàu ngầm Kilo, tàu Jepard 309. Đặc biệt nhất trong số này chính là loại vũ khí mà khiến cộng đồng yêu quân sự gieo hò những ngày qua, K-300 Pasumpe. Ở phút thứ 19 của video đã xuất hiện hình ảnh một bệ phóng thẳng đứng với hai ống phóng chỉ thẳng lên trời, một đặc trưng không thể sai vào đâu được của hệ thống tên lửa K-300P Pasumpe. Sau đó một tiếng tên lửa đã rơi bệ phóng theo phương thẳng đứng một góc 90 độ, lao vụt ra hướng Biển Đông. Vụ phóng kết thúc với bản đánh trúng tàu bia ở một cự ly bí mật. Sở dĩ những hình ảnh quý giá là vì tính đến nay cũng đã đến hơn 11 năm chờ đợi, lần đầu tiên chúng ta mới được xem các thước phim ghi lại khoảnh khắc Hải quân Việt Nam khai hỏa thành công hệ thống tên lửa hành trình này ra Biển Đông. Trước đó, trong những bản tin quốc phòng, chúng ta chỉ được thấy những vũ khí này cơ động ra chiến trường. Được biết, K-300P Pasumpe là một vũ khí dùng để phòng thủ ven biển được NATO định danh là SSC-5 và đánh giá rất cao. Hiện nay, nó vẫn chưa có đối thủ tương xứng trên thế giới với tầm bắn lên tới 300 km. Mỗi tổ hợp tên lửa loại này có thể bao quát bảo vệ một đường bờ biển lên tới 600 km. Từ vị trí triển khai trận địa K-300 Pasumpe, dùng đạn tên lửa hành trình P-800 Chakon dài 8,9 m, đường kính 0,7 m, nặng 3 tấn, dài cách 1,7 m, mang đầu đạn 200-250 kg. Đây là loại tên lửa hành trình hiện đại có chức năng tự dẫn đường, thuộc dạng bắn và quên, tránh được radar ẩn định. Tốc độ bay siêu thanh là 2.600 km/h và độ cao tối đa là 15 km. Báo nước Nga cho biết, Nga đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống Vasun cho Việt Nam sau năm 2005 và đã giao hai hệ thống này cho Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, chúng ta mới lần đầu tiên được chứng kiến Vasun khai hỏa trực tiếp bắn hạ mục tiêu trên Biển Đông. Theo nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng, một sản phẩm đã mua từ 17 năm về trước giờ mới được công khai ra trước công chúng, đồng nghĩa với việc trong kho bí mật quốc gia đã có một vũ khí hiện đại hơn. Vũ khí đó là gì? Vẫn chưa ai biết, nhưng chắc chắn với tính chất đặc thù của quân đội nhân dân Việt Nam, vũ khí mới đó sẽ có tính răn đe cao để đủ gây sát thương lớn hơn nữa với kẻ thù. Quân đội Việt Nam trong lối đánh từ xưa cho đến nay vẫn luôn chú trọng tiêu diệt sinh lực địch. Do đó, vũ khí mà quân đội Việt Nam sở hữu, mua hoặc chế tạo luôn có sự nghiên cứu áp dụng kỹ càng thì mới đưa vào biên chế. Không những thế, vũ khí đó còn phải kết hợp với lối đánh tinh hoa của dân tộc Việt Nam, đó là phải làm sao để lấy ít đánh nhiều, lấy tinh hoa đánh số lượng. Có thể vũ khí của Việt Nam tự chế tạo về tầm nhìn xa, sức sát thương sẽ không khác những quốc gia khác, nhưng chắc chắn sẽ có những khác biệt để cho nó phù hợp với lối đánh truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng trong đoạn video dài hơn 1 phút trên, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của tàu hộ vệ tên lửa Jepard 309 Trần Hưng Đạo với số hiệu 015 ở phút thứ 33.
cũng không để khán giả phải thất vọng. Ngay sau khi con tàu xuất hiện trên màn hình nhỏ, một lượng ánh sáng từ hệ thống phóng của tàu đã lóe lên từ pháo tên lửa Palma xé gió và vút lên không trung. Được biết, pháo của tên lửa Palma là một tổ hợp phòng không được các nhà sản xuất Nga thích hợp lên tàu hộ vệ Zapad 3.9. Tổ hợp này gồm có khẩu pháo tự động AK-630mm và 8 tên lửa phòng không tầm gần 9M-311, trong đó 2 khẩu pháo bắn nhanh có thể tạo ra cơn mưa đạn với tốc độ bắn lên tới 1.000 viên một phút. Mật độ hạt nước này đảm bảo xác suất tiêu diệt các mục tiêu bay tầm gần ở mức độ cao nhất. Còn với tên lửa Iskander, loại tên lửa mà chúng ta thấy trong đoạn video có tầm bắn 10 km cùng với tốc độ bay tối đa là 900 km/giây, nhanh hơn cả máy bay F-16 của Mỹ khi chỉ có tốc độ 300 m/giây. Máy bay cường kích A-10 có tốc độ là 200 m/giây, đảm bảo diệt gọn những mục tiêu giá trị cao. Những máy bay ném bom tiêm kích tấn công có thể làm nguy hại đến con tàu. Và một điểm nhấn không thể bỏ qua chính là sự xuất hiện của tàu ngầm Hilo ở đoạn đầu của video. Một lần nữa ở phút thứ 8 của video, ánh sáng lóe lên là một quả đạn tên lửa bay vút trên không trung, sau đó đánh trúng vào một con tàu bia trên biển. Theo đoạn video, dường như tàu ngầm Hilo đã khai hỏa khi còn lặn sâu dưới biển và quả tên lửa đã xé màn nước trước khi bay vào không trung. Vì khoảng cách là khá xa nên chúng ta không thể xác định được đây là mẫu tên lửa nào. Tuy nhiên, vì nó đánh trúng con tàu bia nên có thể đoán đây chính là tên lửa diệt hạ 3M-54E. Mang đầu đạn nặng 200kg thì bắn ra sẽ bay cách mặt biển là 20m. Sắp đến mục tiêu sẽ hạ độ cao xuống 10m để tàu chiến đối phương khó phát hiện và chống trả. Loại tên lửa này có tầm bắn xa tối đa là 60km. Thưa các bạn, có thể nói năm vừa qua quả thật là một năm thành công trên mọi mặt trận của Việt Nam ta, từ việc mở cửa hậu đại dịch thành công đến tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế. Thế nên, việc công khai buổi tập bắn đạn thật của hàng loạt khí tài vừa qua có thể được xem như là một màn pháo ăn mừng thần tượng của Việt Nam.